năm 2017, sau lễ cưới, chị Lê Thị Minh Thư được mẹ chồng cho một cây vàng. Nghĩ vốn không dùng sẽ hư hao, chị Thư bàn với chồng bán vàng lấy tiền mua sắn ri cá về nuôi. Thời điểm đó, chị bán vàng được 30 triệu đồng, mua 300 con rắn giống về thả vào bể nước cũ. Hàng tuần, chồng chị đi bắt cá tạp ngoài sông làm thức ăn cho rắn nên không tốn nhiều chi phí. Chị Thư cho hay, hiện giờ đều đặn mỗi năm, chị bán khoảng 10.000 con rắn giống, giá 45-80.000 đồng một con. Rắn thịt có giá 450.000 đồng một kg. Chị bán từ 1-2 tấn mỗi năm. Trừ chi phí, mỗi năm bể rắn cho lãi trên 800 triệu đồng. Chị kể, rắn ri cá dễ nuôi, không tốn chi phí, ít bệnh. Bể nuôi chỉ cần xây cao 1,5m để rắn không leo ra. Bên trong để nước khoảng 20cm, thả bèo lục bình cho rắn trú ngụ. Bể chia ra các ô để thả rắn theo kích cỡ, bỏ lượng thức ăn phù hợp. Rắn ăn mỗi tuần một bữa. Rắn cha mẹ mỗi lần ăn một con cá rô phi cỡ 4 ngón tay. Rắn con ăn cá nhỏ hơn. Nước trong bể thay mỗi tuần một lần. Thì hiện tại thì số lượng rắn bố mẹ nó đã được trên 2.000 con và số lượng rắn con mỗi năm là trên 10.000 con á. Rắn này thì nó cũng dễ nuôi, mình cũng không có cần phải chăm sóc gì nhiều á. Thì chủ yếu là mình có cá đó cho mình cho nó ăn á, như mấy con bự này thì mình có thể cho nó ăn cá rô phi cỡ 4-5 ngón tay. Nước thì lâu lâu mình mới thay một lần á. Rắn con 3 tháng là bán được, nhưng nuôi càng lâu giá trị càng cao. Rắn cha mẹ sau sinh có thể bán thịt hoặc giữ lại làm giống vì rắn càng già, đẻ càng nhiều. Mỗi năm rắn đẻ một lứa, mỗi lứa trên dưới 50 con. Chị Thư cho biết, trước đây nhà chị từng nuôi gà, nuôi ba ba, nuôi rắn ri voi, v.v. Nhưng chị thấy nuôi rắn ri cá dễ hơn và hiệu quả hơn cả. Chia sẻ về đầu ra thị trường, chị Thư khẳng định chưa bao giờ ế, rắn giống hay rắn thịt đều luôn có khách đặt trước. Hiện chị Thư có hai cơ sở nuôi trên 2.000 rắn cha mẹ, loại từ 1-2 kg mỗi con. Vì lượng rắn giống ngày càng nhiều, công việc hàng ngày của chị là tìm mối hàng mới và hướng dẫn bạn hàng cách nuôi rắn hiệu quả.